Hello, Khảo xin chào ông bà cô chú. Bây giờ con đang ăn trưa nè, ông bà cô chú đã ăn chưa? Ông bà cô chú đang coi clip này đã ăn chưa? Bà đang đút cho Khảo ăn bơ. Bơ xong rồi chín mình bỏ ra cái chén nhỏ này rồi mình nghiền nát thôi. Không có thêm cái gì hết. Trái cây thì mình trái cây mà mềm thì mình ăn vậy luôn, còn mấy trái cây mà hơi cứng giống như trái lê với trái táo thì ban mới nấu lên, còn bơ thì ban cho ăn vậy luôn chứ bơ ban cũng không biết nấu nấu sao nữa. Bơ mà chín là dễ nghiền lắm, nghiền lắm. Ngon quá ta, ăn ngon quá ta. Ăn đã quá à. Đút chậm một chút xíu là la là é. Ăn kìa, coi ăn ăn một cái miệng kìa. Nhiều lúc là ổng lúc lắc cái đầu, ổng nhúc nhích cái đầu thì nó dính ra ngoài chút xíu à, không sao. Tại em cũng còn nhỏ kìa, ăn nhiều lúc cái lưỡi lừa đồ ăn lừa ra lừa vô nó còn hơi lẫn lộn một chút xíu. Nhưng mà cứ đút vào thì em ăn em nuốt cái cũ thôi, đút cái mới vào thì em nuốt cái cũ. Chú chả, ổng nhai đi kìa. Nhâm nhâm ngon không, ngon phải không? Yummy yummy. Yummy yummy. Được ba đút ăn đã quá ta. Bữa nào mà Chun giờ ăn của Kyle không có trúng giờ họp của Chun thì Chun giúp đút em ăn kìa. Coi kìa, coi cái mặt ham ăn kìa. Ba vừa bỏ cái chén xuống mà ông nhìn cái chén á kìa. Giỏi nha, ăn giỏi nha Kyle. Trộm vía con ăn ngon nha. Kyle được cái là mẹ nấu ra cái gì cũng ăn hết trơn á. Hay là nhỏ chưa có biết mẹ nấu dở hay sao á. Cũng chiều lòng mẹ lắm, biết mẹ mất công nấu nên là cũng ráng ăn. Ngon đó, ngon lắm. Một ngày bên cho ăn như vậy là mới một lần thôi, một ngày một bữa thôi, một bữa là 3 ounce, 3 ounce thì khoảng chừng 90 gram của mình á. Bây giờ cũng mới á, thì chờ từ bây giờ mới được 6 tháng 10 ngày, rồi bắt đầu qua 7 tháng 8 tháng mới cho ăn nhiều lên, rồi bắt đầu qua tháng thứ 8 tháng thứ 9 mới bắt đầu cho ăn protein là giống như cho ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà. Còn giờ là chỉ ăn những món đơn giản như là rau củ rồi gạo thôi, cháo thôi. Này coi nè. Ê, không thèm nhìn theo đồ ăn nữa hả? Ăn ngon quá ha. Ăn giỏi quá, sắp hết rồi nè. Ba đút giỏi quá, sắp hết rồi. Oh, 3 ounce. Cái này là cái bơ này lần đầu tiên là bên Thái, lần đầu tiên bên cho ăn bơ nên là bên Thái nó đặc vậy, cho bình thường bên nấu là nó có nước á mọi người, xong mình bỏ vô mình mấy mình xay á thì nó lỏ hơn chút xíu, nhưng mà thấy Cao ăn ăn cũng cũng biết ăn á, cũng biết ăn đồ đặc á, tại nó mềm á, bơ nó thơm thơm béo béo, trời ơi ăn ngon quá ha. Mỗi lần mà mình cho ăn cái món nào mới thì mình cho ăn lần 2-3 ngày luôn. Cho em nó biết, nó tập quen với cái vị. Thì hôm nay ăn bơ, rồi ngày mai ăn bơ tiếp. Trời ơi ba ơi, nó lên cái mũi rồi ba ơi. It's on his nose đây. Từ từ, wait. Just let him eat that. Ba đút ăn lúc nào cũng lên mũi trơn. Lên mũi không nói rồi. Nhiều lúc lâu vậy nè, đẩy vô trong mũi luôn. Đây, có kinh nghiệm rồi. Vẫn còn muốn ăn, vẫn còn muốn ăn. Ok ha. Ăn ngon ha. Ôi. Ok, còn ít quá thôi, ban đút. Ok, bye daddy, thank you daddy. Trời nhìn kìa, nhìn daddy kìa. No problem, thank you. Somebody gonna poop very well later, huh?
Give up. Hi. So cute, continue. Nobody's gonna help you, sir. Nè, sau khi ăn nè, sữa nè. Sữa nè. Nhìn cái mặt coi sữa kìa. Ôi trời ơi. Sữa nè. Hey. Sữa lắc tròn là ổng lắc tròn. Rồi, tới đi, tới luôn. Tới luôn bắt tay ơi. Tiếp tục. Tới luôn. Tới luôn. Nhanh lên, tới luôn. Ok, đưa lại gần chút xíu ổng mới lấy động lực. Chút nữa. Cố lên. Ok, lần này lấy được là mẹ cho uống luôn. Thiệt luôn, thiệt luôn. Kyle thiệt luôn, mẹ hứa, mẹ hứa. Tới lấy đi Kyle. Kyle, tới lấy đi. Về biết cằn rồi nha mọi người, biết cằn rồi. Chu. Chút nữa, tới chút xíu nữa mới được. Không phải tới chút xíu nữa mới được. Gần tới rồi. Mà chưa có biết nằm ra uống đâu nè. Cầm đĩa như vậy thôi chứ chưa có lực ra. Con phải lực ngã ra mới uống được nghe chưa. Thôi đi mẹ cho uống sữa rồi. Mẹ cho uống sữa. Ok. Ăn một chén cháo rồi nha mọi người. Mọi coi cái mà ông thấy sữa kìa. Ok mẹ cho uống. Rồi. Sẵn sàng chưa? Một chớp lấy cái chai kìa. Cầm lại cho đàng hoàng. Trời ơi lắm. Thay bình sữa kia là ông vớ cái tay ông lấy liền. Đừng có nghiêng. Đừng có nhiều chuyện mà. Nhiều chuyện nhìn qua mẹ đó. Mẹ cầm camera đó. Nhiều chuyện đó. Nằm thẳng lên. Nằm thẳng lên Kyle. Nè con bỏ một cái tay ở dưới đây nè. Để con bưng cái chai lên nè. Đó. Đó là cái bình sữa nó nghiêng nhiều hơn nè, thấy không? Đừng có nghiêng quá. Nằm yên coi. Bữa nay nhiều chuyện thấy mẹ quay cái camera là quay qua nhìn mẹ. Kyle. What you doing? Ăn xong rồi, uống sữa xong rồi phải nằm ở đây. Ừ. Chờ chừng nửa tiếng, một tiếng rồi mẹ mới cho xuống kia. Bắt đầu bò quanh. Mọi người thấy không? Khai ổn biết trường rồi á. Ông cứ trường ra ngoài kia, ông cứ trường ra ngoài đất này nè. Cái Ben với Chun mua cái hàng rào bọc lại luôn. Rồi Nhốt Khai ổn vô tù. Bị nhốt lại rồi. Xong rồi. Cứ bò quanh lăn lóc ở đây. Chơi piano, chơi đàn, chơi con gì đó. Con chim cánh cụt. Chơi gối, chơi đồ gì đó, chơi gì đó chơi. Nhưng mà trong cái vòng này thôi, bọc lại hết nè. Ở đây có một cái camera nè. Nhiều khi mình đứng ở kia mình làm việc đồ á, trong bếp đồ á. Xong là, hoặc là nhiều khi Chun ở trong phòng muốn thấy Kyle á, là mở camera coi. Đó. Đó mấy bữa nay luyện giọng dễ mọi người. Lớn lên có không biết có làm ca sĩ, ca sẻo gì không đây. Lớn lên làm ca sĩ nha. Ca sĩ hay ca lẽ gì đây không biết nữa. Mà ngày nào cũng là lượng giọng vậy hết á mọi người. Ngày nào cũng... Rồi xong, rớt rồi. Hết rồi. Đâu còn nữa đâu. Đâu còn nữa đâu. Mẹ lấy rồi. Hiền quá. Thích giận quá. Đó. Đó. Mẹ lượm lên là ổng giục xuống. Thả đi. Nó rớt ra ngoài mẹ không lượm nữa đâu. Đó, cái tay đó để thả ra đó. Dục là mất đó nha. Ba kìa. Ready, Kyle looking at you. Hello. How
How are you? Kêu kìa. Kêu ba kìa. Chờ con này kêu ba nè kìa. Kêu mà kìa. Ê, lơ mẹ hả? À? Mẹ nè. U vẫn nhìn ba ta ơi. Vẫn nhìn ba. Coi ba kìa, ống xăng, ống sọ kìa. Khải hả? Khải hả? Coi kìa. Coi kìa. Ngoáy cái đầu lại nhìn kìa. Bye daddy. Bye mommy. Bye. Ê, ba đi rồi. Ba đi rồi mới quay về với mẹ đó hả? À. Hết ba chơi rồi mới quay về với mẹ đó hả? Mẹ không thèm luôn, không bùng luôn. Cười ngọt. Ê. Coi cái mặt. Nè. Cái mặt kìa. Cái mặt không già kìa. Rồi, thấy ba lại rồi đó, nhìn lại. Ông nghe tiếng đụng cái là ông quay qua, ông nhìn liền á, ông lanh lắm. Trời ơi. Bye lại. Rồi, đi rồi, hết rồi, xong rồi, quay lại với mẹ tiếp. Gì vậy Kyle? Kyle, buồn hả? Ba đi rồi buồn hả? Ghiền ba thôi chứ gì? Ba bùng miết mà ghiền ba thôi. Không có ghiền mẹ. Ờ buồn ngủ rồi thì cho em đi ngủ. Ơ mẹ cho đi ngủ nè. Mẹ cho đi ngủ. Hello Kyle. Ê hello. Yeah. Buổi tối mặc đồ đi ngủ rồi nè. Buổi tối là lúc nào Kyle cũng mang đồ dài, áo tay dài. Sleeping suit. Coi kìa coi kìa. Chỉ cần giỡn với cái gối thôi đó. Khao không có cần đồ chơi gì nhiều đâu. Khai à. Khai à. Khao coi coi chào ông bà cô chú nè. Ông bà cô chú đang kêu con nè, đang chờ con nè. Ba mới tắm xong cho Khai rồi. Khai à. Khao ơi con nói ơi chu cho nước miếng kìa. Khao đang mọc răng rồi, tại vì bên thấy là bên nhìn vô cái níu là bên thấy nó nhô lên hai cái rồi, nó nhô cái níu lên, nó mọc níu rồi, chuẩn bị mọc lên răng nè. Con cho ông bà coi cái gọi là cái tài mới của con đi. Cái tài nghệ mới của con là biết ngồi. Chù chả có gì. Put him sitting up. À, để ba giúp con ngồi lên nha. Ui. Kìa coi kìa, thấy cái iPad của ba rồi kìa. Nè. Yo. Ngồi được rồi. Mà ông con nhiều lúc hê. Trời ơi ngồi. Đây. Khao được ngồi được rồi nha. Còn lưu siêu. Ngồi được rồi nhưng mà còn lưu siêu chút xíu. Khao ơi. Yeah, ngồi chơi kìa. Đó. Learn how to fail, okay? Life is about learning how to fail and get up. Đây. Ngồi đây rồi nha ông bà cô chú nha. Đôi lúc còn hơi lưu siêu chút xíu nhưng mà ngồi rồi. Yeah. Sometimes daddy have to let you fall, okay? Sometimes daddy have to help you fall, okay? Ê. Nhưng mà ngồi mình phải coi kỹ. Mình cũng phải canh chừng. Tại vì nhiều lúc mình ngồi thẳng nhưng mà nhiều lúc vẫn còn lưu siêu, có thể nghiêng té qua một bên. Nhưng như hồi nãy ba nói đó là cuộc đời mà ai cũng phải té. À, ăn thua là có biết học cách đứng dậy hay không? Ghê chưa? Con mới nhỏ chút xíu mà dạy triết lý được rồi. Phải nói là không sao đâu Kyle, có ba có mẹ ở đây. Con nghiêng cái là ba mẹ chụp lại liền, khỏi sợ té. Ê. Khao ngồi chơi vui ta.
Kyle. Trời ơi, Luyện Thanh, Luyện Thanh. Ông Luyện Thanh. Dạ. Ba. Hay quá. À ba. Úi. 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 Đó, niềm vui của con nít cho đời. Úi, lăn qua mẹ. Rồi mẹ lăn qua lại con. Úi. Lăn qua cho mẹ, lăn qua cho mẹ. Rồi mẹ lăn qua lại cao nè. Úi. 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 Ơi ơi, biết chơi với mẹ nữa rồi kìa. Ơi. Ơi. Ơi, chụp được rồi. Lăn qua cho mẹ, lăn qua cho mẹ. Rồi thấy cái chân rồi, chụp thấy cái chân, chụp cái chân. Chụp cái chân chơi. Mẹ lau nước. Trời ơi, mọc răng. Chừng nào không biết mọc răng là thấy. Quá trời trời nước miếng rồi đây nha. Cao uống sữa cửa cuối xong rồi, chuẩn bị đi ngủ nè. Đây, bình sữa hết vào. Hết rồi. Thôi, dụi mắt rồi, buồn ngủ rồi. Mấy là mấy hết rồi, hết rồi. Đâu còn nữa đâu. Hết rồi. Bây giờ chuẩn bị nằm chơi chút xíu rồi đi ngủ. 8 giờ rồi. 8 giờ là đi ngủ rồi. Giờ đi ngủ của Kyle là 8 giờ tới 8 giờ rưỡi. Là Kyle ngủ tới 8 giờ sáng luôn. Có bữa ngủ tới 9 giờ, có bữa ngủ tới 8 giờ sáng. Ôi dù chào, ôi chú chào. Daddy, watch out. Ê, Kyle. Kyle, look. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú đi. Hẹn gặp lại ông bà cô chú clip tiếp theo đi. Bye. Bye. Bye.